Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C4, trang 164, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C4 như sau. Xem bảng 1 và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng có lợi gì so với các máy khác. Bảng 1 là bảng hiệu suất các máy làm biến đổi năng lượng. Qua quan sát ở bảng 1, ta thấy rằng hai máy có hiệu suất lớn nhất là máy phát điện và động cơ điện. Đều có hiệu suất lớn nhất là 96%. Vì vậy, khi dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng sẽ thường có hiệu suất lớn hơn so với các máy khác, nên tiết kiệm hơn. Ta trả lời bài C4 như sau. Dùng động cơ điện và máy phát điện. Để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng. Thường có hiệu suất lớn hơn các máy khác. Nên tiết kiệm hơn. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C4.